Im lặng cũng là một loại trí tuệ. Trong cuộc đời này, tìm được một phương thức sống phù hợp với mình mới là cách sống tốt nhất. Việc cần làm chính là hoàn thiện bản thân, đừng để lại bất kỳ điều chi phải tiếc nuối. Sau đây là 6 bài học vô giá về sự im lặng. 1. Khi người khác buồn phiền, đau khổ. Biết vui với người vui, buồn với người buồn, đó là động thái của người có giáo dưỡng, trí thức, biết điều, biết cư xử và thấu hiểu. Không gì vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười, hoặc ngược lại. Sự lệch pha đó khả dĩ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợp hĩnh và kiêu ngạo. 2. Khi người khác suy tư, lao động trí óc. Sự im lặng là vương quốc của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng, đừng phá khoảng riêng của họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa. 3. Khi người khác không hiểu mình. Khi chưa hiểu, chúng ta cần cởi mở và hòa đồng để người khác có thể hiểu mình hơn. Dù không thể hiểu hết, nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự không thể hiểu hoặc không muốn hiểu thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những gì bạn nói có thể gây dị ứng hoặc hiềm thù. 4. Khi người khác nói về vấn đề mình không am hiểu. Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết hoặc mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là bách khoa tự điển. Nhà bác học Edison nói, điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương. Nhà hiền triết Socrates thừa nhận, tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần khiêm nhường mà biết im lặng. 5. Khi người khác khoe khoang, lý sự. Thùng rỗng kêu to, càng hiểu biết người ta càng ít nói, thâm trầm và cảm thông. Trong 4 phép toán, phép trừ là dễ nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán, khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là đặc điểm của đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khiếm khuyết của mình. 6. Khi người khác không cần mình góp ý kiến. Đừng bao giờ xía vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Và lại, nói nhiều thì sai nhiều, nói thiên lệch thì mất lẽ chính, nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối, nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái, nói giấu giếm sẽ đến chỗ cùng. Có câu nói, đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ và là cuộc sống. 7. Cho người khác cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Trong cuộc sống, khi bị người khác hiểu lầm, nếu có thể mỉm cười cho qua thì đó là một tố chất hàm dưỡng. Khi chịu ấm ức, nếu có thể mỉm cười thản nhiên thì đó là sự độ lượng. Khi chịu thiệt thòi vẫn có thể cười xòa vui vẻ thì đó là sự khoan đạt. Khi bất lực vẫn có thể mỉm cười lạc quan thì đó lại là một cảnh giới. Lúc gặp nguy nan vẫn có thể điềm nhiên mỉm cười, ắt đó là bậc quý nhân. Khi bị khinh miệt vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười thì đó là sự tự tin.
khi thất tình vẫn có thể nhoẻn miệng cười thì đó là sự giải thoát, an nhiên tự tại. 8. Nhiều khi không tranh biện không phải là thừa nhận mà là trong tâm không thấy hổ thẹn. Nhiều khi chẳng để tâm không phải vì chịu thua mà là nhận rõ bản thân mình, hiểu được cảnh giới của đôi bên. Nhiều khi trầm lặng không phải là không muốn nói mà là lúc này sự im lặng đáng giá hơn cả ngàn lời. Con người sống trên thế gian, hãy cho người khác thêm nhiều cơ hội được giải thích và thêm nhiều sự nhẫn nại sẵn lòng giải thích cho người khác. Như vậy, cuộc đời sẽ bớt đi rất nhiều những điều tiếc nuối. Nhưng không hỏi, không nói, không giải thích không phải là sự độc đáo hay cá tính, mà là sự vô trách nhiệm và bất công bằng với bản thân và người khác. Bởi lẽ cho người khác thêm một cơ hội cũng là dành cơ hội cho chính bản thân mình. Nhưng có một vài việc tốt hơn là đừng mãi truy vấn, bởi lẽ nhân quả chưa hẳn đã được tiếp nhận. Biết rồi, có khi còn khó chịu hơn. Một vài người đã nhìn rõ và cũng đã coi nhẹ, đâu cần phải vạch trần lớp mặt nạ mà tan đàn sẻ nghé. Miễn trong tâm thấu hiểu là xong. Rất nhiều việc tôi không hỏi và bạn không nói vì giữa chúng ta có khoảng cách. Tôi hỏi và bạn không nói là vì giữa chúng ta có sự ngăn cách. Tôi hỏi và bạn trả lời vì đó là sự tôn trọng. Bạn muốn nói và tôi muốn hỏi là vì cảm quan thứ 6. Tôi không hỏi và bạn nói là vì sự tín nhiệm. Tôi có thể giả vờ hồ đồ, nhưng đừng cho rằng tôi thực sự hồ đồ. Tôi có thể rất khoan dung, rất đại lượng. Suy cho cùng, đây cũng là một cảnh giới. 9. Không sợ kẻ trời Nam, kẻ đất Bắc, chỉ lo lòng người cách trở cả chân trời. Con người sống ở trên đời, đừng mong chờ người khác sẽ đối xử tốt với mình. Giày đi sai kích cỡ thì chân đau, tình cảm đặt nhầm chỗ thì tim đau. Có người mến mộ bạn, cũng có người hủy hoại bạn. Có người thấu hiểu bạn, cũng có người lạnh nhạt với bạn. Có người thầm thương trộm nhớ bạn, nhưng cũng có người chán ngán bạn. Có người không coi bạn ra gì, nhưng cũng có người coi bạn là hết thảy thế giới của họ. Nếu tâm liền tâm, lời nói và cử chỉ sẽ tự nhiên như dòng nước chảy. Nếu tâm xa cách, thì lời nói cử chỉ lạnh giá như tuyết giữa ngày đông. Tuân tử dạy, im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là năm cung bậc khác nhau của trí tuệ. Có thể coi đây là ngũ cung sống của cuộc đời. Lời nói giúp con người hiểu nhau, lại gần nhau hơn, nhưng đôi khi một lời nói cũng có thể hủy hoại mọi mối quan hệ tốt đẹp. Lời nói có thể khiến người khác vui, hạnh phúc, nhưng một lời nói vô tình hay chủ ý cũng khiến con người ta tổn thương. Đôi khi mình làm bạn buồn chỉ vì câu nói thiếu suy nghĩ. Khi đó lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được. Có những lúc lời nói là gió bay, nhưng ý nghĩa của nó thì còn đọng mãi trong lòng người nghe, không bao giờ quên được. Nói ra được thì tốt, nhưng khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Nhưng khó đấy. Bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt. Vừa rồi, trò chuyện với người bạn, anh ta nói, trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng, bởi vì họ không muốn thua kém,
không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí họ dành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa nói hết câu chuyện. Thì vậy, cuộc sống là muôn màu. Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ uyên thuyên bất tận, ra cà phê với bạn thì lắm nỗi niềm. Lúc nào cũng muốn nói ra, muốn chốt xuống, có khi quá cao trào bi đát, khóc thương. Nghĩ lại ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa lòng, thậm chí hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta đúng, rồi ta đã được gì trong đúng sai đó? Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có, nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người. Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ. Dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người. Thành ra, người lớn chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ. Người ta càng về già, càng thấy cô đơn hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài. Có lẽ họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác hiểu. Và dĩ nhiên, không bao giờ chịu im lặng. Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ, ai cũng được phát cho 1.000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau, rồi tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công. Sao ông trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia? Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó, người ta đã âm thầm đi tìm, luôn kiên nhẫn và im lặng. Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng, thì đã sao? Ta có 1.000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được, chỉ cần bạn đủ niềm tin. Vì tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp. Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc, thì đã có hạnh phúc rồi đấy. Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản, không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không? Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ lặng thầm, khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận. Yên tâm.